Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 11 âm lịch của người tuổi Ngọ. Xem tử vi tháng Bính Tý của người tuổi Ngọ tiềm ẩn nhiều hung hiểm, lâm cục diện tương xung thái tuế, bản mệnh cảm giác làm gì cũng trúc trắc bất lợi. Khối lượng công việc nhiều, áp lực lớn, bạn phải mang việc về nhà mà vẫn chưa thể đảm bảo tiến độ. Hãy dành thời gian xem xét, thay đổi cách thức làm việc sao cho hiệu quả hơn. Nếu không, cứ tình trạng này kéo dài, e rằng việc khó thành, tinh thần lại bị stress nặng. Vận đào hoa phơi phới mà đến nhiều trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm cho người tuổi Ngọ. Dù là người độc thân hay đã kết hôn, đều hài lòng với đời sống tình cảm hiện tại. Trên đây là tổng quan tử vi tuổi Ngọ trong tháng 11 âm lịch. Mời các bạn cùng Lịch Ngày Tốt tiếp tục xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2019 của người tuổi Ngọ, chi tiết từng vận trình, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe ngày sau đây nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Ngày Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tử vi tuổi Ngọ tháng 11 năm 2019 âm lịch, sự nghiệp. Trong tháng 11 âm này, công việc càng nhiều càng khiến cho người tuổi Ngọ cảm thấy mệt mỏi và lạc lối. Thậm chí có những lúc bạn có cảm giác không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình và lúc này mức độ căng thẳng lại càng lên cao. Việc tốt nhất lúc này là hãy gạt bỏ lo lắng sang một bên để có thể hoàn toàn tập trung vào công việc. Nếu bạn càng kéo dài thời gian cho từng nhóm việc thì mới dễ vướng vào rắc rối. Hãy biết hài lòng với từng nhiệm vụ bạn vừa hoàn thành. Có thể vì bạn cố một mình làm mọi thứ nên mới cảm thấy khó khăn đến vậy. Nếu có việc gì cần hỗ trợ thì bạn nên nói ra, tránh tình trạng ôm đồm hay ngại ngùng khiến cho bạn chẳng thể giải quyết được việc gì một cách rõ ràng, trong khi lo lắng thì ngày một tăng thêm. Đôi khi, bạn cũng cần phải biết loại bỏ một số việc không cần thiết để tập trung vào việc thực sự quan trọng. Nếu bạn không biết phân loại chúng thì khó khăn này chỉ là khởi đầu thôi, vì sẽ còn nhiều khó khăn hơn sẽ mở ra trước mắt. Tử vi tháng 11 năm 2019 âm lịch của người tuổi Ngọ, tài lộc. Xem tử vi tháng 11 âm, tháng này không tốt cho việc đầu tư mới, mở rộng những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao với người tuổi Ngọ. Nhất là khi lâm cục diện tương xung thái tuế nên bạn không thực sự cảm thấy thoải mái khi bắt đầu làm việc gì đó. Cảm xúc của bạn không hề sai đâu, nó là dấu hiệu cho thấy bạn nên từ tốn trong mọi việc nếu không dễ phạm sai lầm. Nếu cố tình bỏ qua những cảm xúc tiêu cực này, có những rắc rối tiềm ẩn mà bạn không thể lường trước hết được, vì thế chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì. Nhất là khi người có nhiều kinh nghiệm can ngăn thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân trong lúc này. Vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm, vì thế thời gian này tránh cho vay mượn, nhất là đừng dại dột mượn tiền của người khác để cho một người bạn, một người thân mượn với lời hứa vài ngày tới họ sẽ trả ngay. Tử vi tuổi Ngọ, tháng 11 năm 2019 âm lịch, tình duyên. Vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ rất đáng mong đợi trong tháng 11 âm này. Người cũ có thể quay lại muốn nối lại tình xưa, nếu bạn có vương vấn thì tình cũ cũng nhất định phải thật tỉnh táo đấy nhé. Một số người độc thân may mắn tìm được người tâm đầu ý hợp hay người có những khởi đầu khá tốt đẹp, vận đào hoa rực rỡ với những cô nàng tuổi Ngọ cuốn hút. Các cặp đôi hài lòng với tình cảm hiện tại, đời sống lãng mạn của các nàng độc thân cũng trở nên sống động hơn. Bạn bạo dạn hơn cho việc tiếp cận và thể hiện tình cảm với đối tượng mình thích. Thời gian này cũng tốt cho việc các mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Bạn tự lèo lái và có thể giải quyết êm đẹp các vấn đề đang tồn đọng giữa bạn và mọi người xung quanh. Tử vi tháng 11 năm 2019 âm lịch của người tuổi Ngọ, sức khỏe. Sức khỏe không phải là điều gì đáng để người tuổi Ngọ lo lắng trong tháng này, khi mà bạn cảm thấy khá sung sức, đủ tỉnh táo để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống cũng như công việc. Thế nhưng, bản mệnh chớ nên chủ quan mà lơ là việc chăm sóc cơ thể. Bạn cần thường xuyên quan tâm cho dù hiện tại bạn có cảm thấy khỏe mạnh, vì không thể biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra với sức khỏe của bạn đâu. Đừng để đến khi bệnh mới tìm cách chữa trị mà nên phòng ngừa từ sớm. Đó mới là cách khôn ngoan để bạn lưu ý từ việc ăn uống, tập luyện và chế độ mỗi ngày. Bạn chớ vội tin những lời khuyên từ việc uống thuốc hay chữa bệnh của một ai đó trên mạng xã hội. Đúng là nghe những gì nói và lấy bằng chứng có vẻ đáng tin, nhưng việc này chỉ để đánh lừa những người dễ tin mà thôi. Bạn nên tìm hiểu thật kỹ và tốt hơn hết là nghe lời khuyên của bác sĩ là tốt hơn cả. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ.
Giáp Ngọ, Kim, Nam Thủy Diệu, Nữ Mộc Đức. Khẩu quyết: đừng chọn hướng đi khiến bạn căng thẳng thêm mỗi ngày. Quý Nhân, Tỵ, Thìn, Tiểu Nhân, Dậu, Thân. Màu sắc may mắn: nâu, xám. Bính Ngọ, Thủy, Nam Mộc Đức, Nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết: lời khuyên chỉ có ích khi đi kèm với hành động đẹp và ý nghĩa. Quý Nhân, Sửu, Tuất, Tiểu Nhân, Hợi, Mão. Màu sắc may mắn: đen, vàng. Mậu Ngọ, Hòa, Nam Vân Hán, Nữ La Hầu. Khẩu quyết: hãy cố gắng theo đuổi lối sống lành mạnh từng bước một, bạn sẽ không bao giờ phải hối hận vì điều này. Quý Nhân, Mùi, Thân, Tiểu Nhân, Dậu, Tỵ. Màu sắc may mắn: xanh, nâu. Canh Ngọ, Thổ, Nam Thủy Diệu, Nữ Mộc Đức. Khẩu quyết: cách sắp xếp thời gian, công việc sẽ giúp cho bạn làm được nhiều việc cùng một lúc trong ngày. Quý Nhân, Hợi, Tý, Tiểu Nhân, Mão, Sửu. Màu sắc may mắn: đỏ, hồng. Nhâm Ngọ, Mộc, Nam Mộc Đức, Nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết: bạn có thể mạnh dạn bước ra khỏi vỏ ốc của mình và trở thành trung tâm của mọi bữa tiệc. Quý Nhân, Sửu, Tỵ, Tiểu Nhân, Dậu, Dần. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tử vi tháng 11 âm lịch năm 2019 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn nút thông báo, nhấn thích, bình luận và chia sẻ để ủng hộ Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các chương trình lần sau.